Nào thế nào Dương đã đồng ý chưa? Thì phải lắp thôi anh. Còn chờ đợi gì nữa nhỉ? Như vậy là anh sẽ cho anh em lắp luôn một con ACLV của Dương nhá. Dương, anh chào em. Anh ạ. Em. Ôi em. Em chào thế. Ôi giời, em cảm ơn anh. Anh lại khen em. Yeah, hôm nay là em mang xe của em đến để là muốn là chẳng là muốn nó tối tân hơn. À ok. Em là con người có giải trí mà em muốn trên xe nó phải full option đấy ạ. Ok, ok. Thế Dương hôm nay cần gì đây? Cần gì sao này? Những cái cụ thể như là em muốn nhìn map này. Nghe map. Nhạc trên xe, xem video về thực ra là cơ nghề của em nhiều khi đang đi xe là muốn check file, check những cái video mới quay. Ok. Để check luôn trên xe là em rất muốn như thế. À ok ok. Những lúc xe đi vào trong ngõ ấy, nhỏ thì quan sát tốt hơn. À ok. Như những cái đấy thì hầu như anh đều có hết rồi. Dạ vâng. Ở hơn thế nữa cơ. Thì ở trong kia có rất nhiều cái để em có thể trải nghiệm luôn. Dạ. Anh em mình vào nhá. Ok. Thế thì em mới tìm đến anh ấy. Ok em. Đây, anh sẽ giới thiệu cho Dương nhá. Dạ. Đây là những sản phẩm của Gotech. Thì Gotech là một trong những sản phẩm rất là phổ biến. Dạ. Cực kỳ phổ biến luôn. Thì cái mà em đang yêu cầu cái cho anh ấy, nó bài toán rất dễ thôi. Dạ. Đó chính là sản phẩm này, RT360 Plus. Thì bây giờ chúng ta xem ở trong nó có cái gì nhá. Dạ vâng. Chúng ta sẽ nói về công nghệ của nó nhá. Dạ. Ok. Đây. Đây nó là cái RT360 Plus. Gotech RT360 Plus. Dạ. Một sản phẩm khá là phổ biến ở Hà Nội đến thời điểm bây giờ đấy. Đây là chính là cái màn hình của chúng ta. Cái màn hình này ấy, nó có một cái rất hay, nó chính cái quạt chìm này. Cái quạt chìm này ấy, khi mà nó quạt nó nóng lên ấy, nó sẽ có tự động nó sẽ quạt cho nó mát cái mên để cái phần nó không bị đơ. À. Phần mềm không bị đơ. Ừ. Đây là cái rắc cắm của nó, đều rắc cắm hết. Dạ. Okay. Còn cái mặt này ấy, nó cực kỳ khít này. Mặt này thì nó có tác dụng chống xước luôn. Dạ. Chống xước, chống chói ấy, cái người sử dụng trong ban đêm hoặc là cái ảnh hưởng cái mắt của mình luôn. À. Mặt thế này. Khá là cứng đấy. Cái này chắc em không có nhu cầu kiểm tra độ cứng của nó. Ok. Còn đây là những cái mắt cam này. Dạ. Một số cái rắc. Đây có một cái rắc. Cái rắc này là cái rắc âm thanh loa này này. Dạ. Các cái cổng loa ra ngoài này. Và con này dùng được sim 4G LTE. Cái sim này. Dạ. Ừ, sim này chúng ta có thể mang sim 4G vào sử dụng ở đây này. Hay quá nhỉ. Ừ. Bản thân là như một cái máy tính bảng luôn đúng không anh? Đúng, nó đúng như một cái iPad đấy. À, iPad sử dụng sim đấy. Xem rất là thoải mái. Đúng rồi, thoải mái luôn. Và đây là cái mắt cam ở đây. Nó khá nhiều dây nha, nhưng mà toàn dây cắm rắc thôi nha. Dạ vâng. Đây chính là cái hai cái mắt cam dẹt như thế này này. Hai mắt cam dẹt này dành cho hai tay gương. Chúng ta lắp vào tay gương ấy, nó sẽ dẹt, nó phẳng, rất là phẳng. Rất là phẳng. Đẹp. Ừ, nó khá đẹp luôn. Đây. Đây là mắt trước và mắt sau của xe. Đúng. Mắt trước, mắt sau chúng ta có thể có một cái mặt dưỡng rất là đẹp, theo logo nữa, cực kỳ đẹp luôn, xe Honda CRV đấy. Ừ. Còn đây cái bộ dây này là dây của nó rồi. Hoàn toàn theo xe luôn. Cắm rắc và mắt cam đây. Dạ vâng. Còn quan trọng đương nhiên là chúng ta đây là xem phần cứng của nó là zin. Dạ. Còn lại cái phần mềm đương nhiên chúng ta phải xem phần mềm của nó này, công nghệ của nó như nào thì chúng ta phải lắp lên xe đúng không? Khi phải sử dụng đúng không? Đúng rồi. Vâng. Nào thế nào Dương đã đồng ý chưa? Thì phải lắp thôi anh. Còn chờ đợi gì nữa nhỉ? Như vậy là anh sẽ cho anh em lắp luôn một Honda CRV của Dương nhá. Dạ vâng. Sau đó chúng ta trải nghiệm luôn. Trải nghiệm về luôn nhé. Về thẩm mỹ cũng như là về cái tính năng của nó. Em cũng hào hức đấy. Ok luôn. Ok anh ạ. Ok, đi. Dương ơi, cho anh em mình vào rồi. Em dạ. Thử xem cái khung hình nó như thế nào nào. Không còn gì phàn nàn anh ạ. Bây giờ chỉ trực là xem MV và xem phim như này thôi. Ok, MV Dương Edward đúng không? Cực kỳ hay. Chúng ta để nổ nhá. Để nổ lên ấy thì cái giao diện chính hiện lên. Wow. Sau đó nó sẽ có một cái thao tác rất là hay, chính là cái quét xung quanh cái xe của mình. Dạ. Ừ. Ui. Thấy mấy ông không? Thật luôn anh nhỉ? Đúng, quét xung quanh cái xe của mình xem có vật cản gì ở xung quanh xe mình không. Nhất là những bạn trẻ nhỏ hay là những cái vật cản gì đấy mà mình không để ý xung quanh ấy. Đúng rồi. Cho nó tắt đi. Rất chúng ta có thể di chuyển được rồi. Ok không? Ok. Nó lành không? Thì ở đây nó có một cái, em để ý này, có một cái điểm nhỏ này. Dạ. Cái này thao tác rất là hay. Đấy, nó quay này. Cứ ấn lên ấy, chúng ta có thể xem được các mắt cam nhá. Đây là 3D. Xem 2D nhá. Đây là nó mô phỏng xung quanh đúng không? Đúng rồi, đây là 2D này. 3D thì mình xem được cả 2D, 3D. Đấy, ấn lên này. Mình chỉnh được góc mắt cam này, bên phải này, hai bên trái này, bên phải này, đằng sau này, hai bên này,
đằng trước này, đó, tất cả thứ luôn. Cái này mà đi vào những cái địa hình như, như trong chợ mà người ta có những cái sạp hàng thấp thấp mà mình không nhìn đúng. Thấy là cam nhìn thấy. Chính xác luôn, và khi đi vào đường hẹp thì mình có thể xem được hai cái bánh hai bên này. Quá hay anh ạ. Hay không? Cái này tiếp theo nhá, cái này chúng ta còn quay hành trình của xung quanh của xe mình cơ. À, đây, đây, đây có một cái này, ấn bên đây. Nó sẽ có một loạt cái video mình đã quay, nó đã quay ấy. Dạ. Cái khi di chuyển nó quay tất cả video và cái này. Dạ. Đó, thì chúng ta có thể xem lại những cái video này trên cái đây xung quanh này, nét không? Nét. Khi chúng ta không muốn xem nó nữa, chúng ta có thể tắt nó đi. Em có thể tắt nó đi bằng cái nút home này. Home này. Đó, nó lại hiện một cái icon nó nhỏ ở đây. Thì mình để đâu thì để. Cái này như kiểu một cái màn hình bảy tính bảng luôn nhé, có cái nút đấy nhé. Đúng rồi, rất là nhanh mà chúng ta trỏ ra màn hình cảm thấy an toàn không? Dạ. An toàn nhỉ? Quá là thân thiện luôn. Thân thiện người dùng. Được rồi, bây giờ anh em mình đi thử đi nhỉ. Dạ vâng. Thử đi. Ok. Thế thôi, bây giờ ta thử nhá. Dạ. À, hiện tại là chúng ta thấy cái phía trước đúng không? Dạ vâng. Chúng ta xi nhan phải, xi nhan trái nó hiện cam lên đúng không? À. Thường thường chúng ta bắt đầu di chuyển chúng ta xi nhan trái này. Đi thôi. Đó, đi thì xi nhan trái rồi, nhìn thấy tất cả xung quanh trái này chúng ta thấy cảm thấy an toàn nhá. Dạ vâng. Sau đó chúng ta bắt đầu di chuyển. Trở lại ban đầu thì chúng ta nhìn thấy phía trước của xe này. Dạ. Phía trước của xe này. Rất là rộng và rất là nét như này. Thật luôn. Rất thật luôn, chúng ta có thể xem được cái góc mà mình muốn. Đó, không muốn. Họ đang di chuyển thì chúng ta có thể xem được cái hai bên. Chúng ta vào đường hẹp này. Dạ vâng. Vào đường hẹp này. Và táp lề nhá, cái hay của táp lề này. Bên phải này. Táp lề xi nhan. Ấn vào trỏ tay trên màn hình này luôn hoặc là chúng ta xi nhan. Táp lề, em để táp lề nhá, để táp lề này. Đây, táp lề đây. Chúng ta có thể nhìn thấy cả cái chân của cái vạch kẻ này. Còn một cái nữa, có hay cái điểm cam 360 nữa chính là lùi nhá, chúng ta lùi này. Em để khi mà chúng ta vào cái mép này chúng ta xem mép đúng không? Còn lùi này. Cái lùi, cái số lùi hiển thị cam lùi hiện lên này. Đó, lùi lên thì chúng ta lùi thôi. Cái đánh lái này rất là ok luôn. Cái đánh lái luôn cái đường bánh mình sẽ đi. Đúng rồi. Vị trí xe mình. Cái đường lái của mình, bánh của mình như nào thì mình không biết được cái đường hướng bánh của nó. Dạ. Nó di chuyển hướng bánh của mình. Bánh lái của mình thì mình lùi. Và thẳng lái này. Đó. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho Dương cái chức năng giải trí của màn hình Android nhé. Vâng. Lúc nãy chúng ta vừa xem cái chức năng về an toàn đúng không? An toàn. Cái giải trí này có cái hay. Đúng. Chúng ta trải nghiệm Kiki nhé. Kiki đi. Kiki thì khi chúng ta đang ngồi trên xe này ấy, thứ nhất là chúng ta sử dụng cái chức năng về an toàn và giải trí. Dạ. Thứ nhất là chúng ta muốn nghe cái gì chẳng hạn. Đúng rồi. Mở video Dương Edward. Nhận diện giọng nói đỉnh anh nhỉ. Đúng rồi, những cái âm thanh mà của Dương ấy là những cái bài hát mà anh em Phương Đông Tu rất thích luôn. Rất thích luôn và thử âm thanh đấy cho khách hàng nghe đấy. Nó rất là nhanh đúng không? Nhanh luôn. Nét luôn. Nét luôn. Đây những cái bài hát acoustic của Dương rất là hay. Đây đúng không? Rất nhiều cái bài hát của Dương này. Giao diện như là như một cái máy tính luôn. Đúng rồi. Thứ hai nữa là Dương muốn đi đâu ấy? Đi đâu thì nó sẽ có hai cái chương trình dẫn đường. Một là Vietmap S1. S1 thì sẽ dùng nó apply mà, không có mạng chúng ta mới dùng bình thường. Dạ. Và nó có hay ở đó là khi mà nó dẫn đường đến đâu ấy thì nó dẫn cái địa điểm có cả tốc độ luôn, nên Dương có thể tìm được đi đâu. Ví dụ Dương đi lên Cầu Giấy chẳng hạn nhé, ví dụ thế. Chúng ta để ý này. Dẫn đường tới Cầu Giấy bằng Vietmap. Đang chỉ đường đến Cầu Giấy trên ứng dụng Vietmap. Đó. Đây Vietmap này. Khi dẫn đường ở đây có cái hay là khi mà mình đồng ý nhé. Dạ. Sẽ có cái tốc độ này này. Tốc độ này các thứ là nó đều có ở đây luôn. Tiện cái này nếu mà chạy quá tốc độ là nó báo luôn không? Đúng rồi, có tốc độ báo luôn. Dương ơi, sau cái quá trình lắp đặt này và thẩm mỹ xe này và sử dụng, Dương thấy thế nào? Đầu tiên là em phải cảm ơn anh đã, bởi vì khi mà em mang xe đến đây ấy, thì thực ra là em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì đối với một không chỉ em nghĩ không chỉ là em mà còn rất nhiều anh em đi xe là lăn tăn bởi vì chưa lắp bao giờ. Đúng rồi. Thế em nó sợ là lắp vào thì nó phải chế cháo rồi nối điện các thứ, em rất sợ cái điều đấy. Thì em đã hỏi lúc nãy rồi. Đúng gin hết đúng không? Gin hết. Thứ hai là em sợ là lắp đặt lâu, lắp đặt quá là nhanh luôn. Quá nhanh. Và thứ ba là khi mà trải nghiệm những cái trên xe thì đúng là với những người mà thứ nhất là không nhớ đường này, mà em thì là một thằng con trai cũng khá thích những cái đồ lên xe rồi, đi xe nhiều. Thì cái thời gian ở nhà và lên xe em muốn là thời gian đúng lên rồi. Xe nó phải thoải mái như lúc ngồi trong phòng. Đúng. Nghe nhạc, xem phim. Đúng. Rồi tìm đường các thứ, đường nó tiện lợi luôn trong xe đúng của mình luôn. Nhất là em đi diễn nhiều nữa. Thì quả thật là cái này là một cái
có thể nói mình giấc mơ hiện thực đối với em. Không thì phải bán cãi đâu. Thế à, ok. Như vậy là chúng ta thấy rằng là mọi thứ mà Dương rất là hài lòng đúng không? Dạ. Anh rất chúc em có những album hay hơn nữa nhá. Em cảm ơn anh. Đội của anh vẫn chờ những album mới của em để thử nghe cho khách hàng đấy nhá. Em cũng có một lời chúc với anh là sẽ tiếp tục biến nhiều giấc mơ thành hiện thực nữa. Ok. Đối với nhiều anh em gọi là chủ xe khác. Cảm ơn Dương. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn Phương Đông Auto ấy. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn Dương. Dương Edward.